thứ ba tuần 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân và bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin, thì các ngươi lại bỏ qua. Đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt chửng con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đuôi mù, hãy rửa bên trong chén dĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Suy niệm: Chúa Giêsu quở trách những người biệt phái về hai việc. Họ đã bỏ cốt lõi của lề luật là đức công bình, lòng nhân từ, lòng tin, và không lo việc thanh tẩy tâm hồn. Ngày nay, nếu chỉ giữ đạo mà không sống đạo, nếu siêng năng đi tham dự thánh lễ, nhiệt tình tham gia các đoàn thể, nhưng lại quen chửi rủa, lên án, nói hành nói xấu anh chị em xung quanh, thì cũng chẳng khác những người biệt phái ngày xưa. Lạy Chúa Giêsu, lời trách mắng của Chúa đối với kinh sư và biệt phái cũng là lời nhắc nhở chúng con về cách sống đạo. Xin thanh tẩy tâm hồn mỗi thành viên trong gia đình chúng con, biết tôn trọng và giữ luật Chúa với tinh thần công bằng, nhân từ và thành tín.